Mặc dù trời mưa bên ngoài rất là to ha, nhưng mà em vẫn cố gắng lên sóng cho quý cô chú anh chị tham khảo một mẫu xe gọi là Cơ Bắp Mini của đến từ Mỹ ha. Ford EcoSport đời 2018, chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Xe về phần nhà ngoài đi, xe được chén một màu đề can xanh cực kỳ là tươi ha, và thất nâu đỏ của Hermès cực kỳ đẹp. Thì con này ô đô của nó hiện tại là 70.000 cây. Rồi, thì em sẽ quay chi tiết ở trong cho quý cô chú anh chị cùng tham khảo xem có cái gì đặc biệt ha. Rồi, thì đây là về phần nội thất bên trong của xe ha, cực kỳ là đẹp luôn. Chỉnh chu từng cái lót sàn nè cho tới tất cả mọi thứ ha. Và yên nệm con này á, là được bọc một màu nâu đỏ y như là của Hermès luôn, mà cực kỳ là sướng nè. Xe được trang bị một màn hình điện tử là tích hợp các tính năng thông minh như là Google, camera gear và các đồng chức năng khác cực kỳ là tiện lợi. Và các nút bấm nào cũng chú anh chị thấy không, rõ nét các đường chỉ luôn nha. Máy lạnh lạnh khá là sâu luôn đấy. Rồi thì vô lăng con này đánh khá là nhẹ luôn, đúng là xe Mỹ có khác ha. Tay đánh một tay nhưng mà cảm giác đánh rất là đập tay và đều luôn ha. Rồi thì có một cái option tiện lợi nữa dành cho phục vụ tài xế là cái bệ tay này có thể di chuyển lên xuống ha. Đó, rất là đã luôn. Vì là dòng xe phân khúc thấp nên chúng ta không thể đòi hỏi những cái option xịn, nhưng mà bù lại á, cái độ rộng của con ghế này nè, độ rộng của cái ghế này ngồi rất là sướng ha. Nhưng mà một nhược điểm trong con xe này đang mắc phải là cái khoảng không gian mà để chân á, rất là hẹp. Thì cái xe này bù lại là đi chợ đồ, chở con cái đi học cũng gọi là tương đối luôn. Che nắng che mưa rất là thích hợp ha. Trời mưa ở ngoài này rất là to luôn. Mua con xe này về chạy là hợp lý đó. Rồi, về phần đuôi xe á, có một cái thiết kế như là xe Jeep vậy đó. Bánh sơ cua được trang bị ngay đằng sau phần cửa cốp ha. Tay cốp con này cũng mở khá là độc lạ ha, như một chiếc xe Jeep luôn. Đó. Tay cốp cũng tương đối là rộng. Có thể để được một cái vali và nhiều túi xách nhỏ khác ha. Mặc dù trời bên ngoài mưa rất là to ha, nhưng mà em vẫn cố gắng lên sóng cho quý cô chú anh chị tham khảo một mẫu Ford EcoSport này. Thì con xe này bên em đang chào bán với mức giá là chỉ 3 ngón hơn thôi ha. Quý cô chú anh chị đã sở hữu được một con xe gọi là che nắng che mưa, cả gia đình đi cực kỳ là tiện lợi luôn. Thì quý cô chú anh chị em có nhu cầu cần tham khảo con xe này, cứ tới trực tiếp bên em ha. 362 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em.